Hello anh em, đây là một quả sáo đơn anh em nhé. Đấy, mấy hôm nay thì nhiều anh em đặt sáo đơn quá, làm sáo đơn khá là nhiều. Có một quả sáo đơn D30 nhé. Quả này thì anh em lắp diều khoảng mét 8 là được, mét 8, mét 9 khung nhé. Đấy là ok rồi, sáo đơn D30. Quả này kêu nó âm đô đô nhé. Nó sẽ nổ đô 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 đô. Nghe rất là vang, hàng này thì nó đặc biệt phá âm tất cả các loại dàn luôn, phá âm mọi dàn luôn. Nếu mà anh em thả cùng dàn thì con này nó phá nát hết dàn. Tự dưng là cái dàn nó đang hay, tự dưng nó thành dở luôn, tự dưng có thêm cái âm này vào, nghe nó bị lỗi dàn ngay. Đấy, và nó không hề bị chèn ép bởi bất kỳ một loại âm nào nhé. Riêng cái dòng này không bị chèn ép bởi bất kỳ loại âm nào, nó kêu rất là vang luôn. Mà tiếng của nó rất là lạc luôn. Đấy. Anh em chơi hàng này rất là sướng, chơi giờ nhỏ nhỏ chơi hàng này âm nghe sướng lắm. Sáu đơn nhá anh em nhá. Đây anh em nghe âm nhé.